Ừ, gửi xong lời khai của El Wiley nữa là công việc hôm nay thuận lợi hoàn tất rồi. Tôi cũng làm xong rồi. Anh sao chép một bản hợp đồng KC 37784 vừa soạn xong, tuần sau giao cho tôi. Được không thành vấn đề. Giấy tờ nhà này cộng thêm chủ sở hữu công ty xác nhận là không có vấn đề gì, cứ ông ký tên đi. Biết rồi. Mọi người chuẩn bị mở tiệc chưa? Xong rồi. Nè, trước khi mở tiệc tôi có hai tin xấu, là hai tin muốn thông báo cho mọi người biết. Hả? Trong năm nay chúng ta đã nhận được lời mời của tập đoàn di động Thành Bảo và kể cả Phúc Kiến. Kể từ nay chúng ta sẽ trở thành cố vấn pháp luật của bọn họ ở Hồng Kông. Bởi vì năm sau mọi người phải vất vả một chút. Tin xấu thứ hai, sau khi tôi, cô Lâu và bà Thi, bà Lý bàn bạc đã quyết định năm nay không có thưởng 2 tháng lương mà là thưởng 3 tháng lương. Năm nay nhờ nỗ lực của mọi người mà nghiệp vụ của văn phòng luật sư chúng ta có kết quả tốt như ngày hôm nay, cho nên ban giám đốc chúng tôi quyết định cuối năm nay thưởng thêm cho mọi người 2 tháng lương nữa. Để tôi tuyên bố tin tốt lành nha. Tiệc mừng Giáng sinh của chúng ta chính thức bắt đầu. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Chúc mừng Giáng sinh. Chúc mừng Giáng sinh. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Tối nay tới chỗ Hữu chơi game chứ gì. Nói thật giữ lời nha. Thật ra hai người họ đều rất dễ thương. Không ngờ cách này của cô lại công hiệu đến vậy. Thực ra tôi chỉ dán lại tấm thiệp trả lại chỗ cũ thôi. Hai tấm thiệp đó chính là thiệp Giáng sinh của John và anh Tĩnh định tặng cho nhau. Nhưng mà trước khi đem tặng họ còn cãi nhau, rồi đem tấm thiệp dứt vô sọt rác nữa chứ. Nhưng mà Walter đã nhặt lên đem dán lại và giúp họ tặng cho nhau. Không ngờ Walter lại khéo tay đến như vậy. Thật ra dáng đẹp hay không cũng không sao, quan trọng nhất là nội dung ở bên trong đều là lời thật lòng của họ viết mới có sức mạnh thần kỳ như vậy. Nó cũng đúng. Dù hai người tranh cãi cỡ nào, chỉ cần trong lòng muốn tốt cho nhau thì có lúc sẽ hiểu ra thôi. Nè Hữu, lúc trước tôi đưa cho cậu hai phiếu ưu đãi ở nhà hàng cao cấp, đã nghĩ ra là sẽ hẹn ai chưa? Hẹn ngay bây giờ. Tình Tình. Giáng sinh vui vẻ. Nè, thì ra cậu Hữu và Tình Tình có điểm chung, nhưng giống nhất là sự ngây thơ. Một người không biết hẹn ai, còn một người không ai hẹn. Ngày lễ coi như là vui chơi, chọn đại một người đi. Luật sư Nghiêm à, anh có hứng thú lên sân thượng của tòa nhà chúng tôi xem quảng cáo nữa sao? Đến chụp hình thôi. Thu thập tài liệu đúng không? Người đến lấy thông tin cho tòa án cũng lên đó luôn rồi. Ông yên tâm đi, chúng tôi kiểm tra rồi. Nơi cách đèn quảng cáo 20m, ánh sáng chói nhất cũng không vượt quá 100W. Còn thêm đèn bây giờ không trực tiếp chiếu vào khu dân cư. Dựa vào những căn cứ này thì ra tòa ông cũng nhất định là không có thua đâu. Yên tâm đi. Đêm Giáng sinh không phải làm phiền cô. Cảm ơn cô nhiều lắm luật sư Phụ. Không cần khách sáo, dù sao tôi cũng rảnh mà. Luật sư Nghiêm, anh cứ tự nhiên nha. Cảm ơn. Không có gì. Cảm ơn cô nha luật sư Phụng. Đêm nay tôi lấy danh nghĩa của cá nhân tôi đến giúp bạn bè thôi. Tôi nghĩ là lần này cô uổng công rồi, vì ông Luyện đã quyết định không kiện bà Cam nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Hình như là bà Cam đã tặng một tấm thiệp Giáng sinh cho ông Luyện. Ông Luyện hết giận, xem như là xong chuyện. Nhưng mà lúc tôi nói chuyện điện thoại cô Cam với cách nói của cổ thì không giống sẽ làm như vậy. Đâu có nói chắc được, lễ Giáng sinh luôn có kỳ tích mà. Vậy nếu như đôi bên không kiện nữa thì anh còn tới đây làm gì? Tới đây chụp hình. Cô xem tấm hình đi. Ủa, William có thể ra ngoài chụp hình được rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ chụp một tấm phiên bản Hồng Kông cho anh coi. Cô ở đây hay là cô chụp giùm tôi nha? Ở đây. Không được. Tại sao? Lúc nãy tôi đã xem xung quanh rồi, chỉ có một vị trí là chụp được toàn cảnh thôi. Nè, anh đứng im, đừng đi đâu nha. Cảm ơn. Cảm ơn anh.
Nếu như không có anh hẹn tôi thì tôi nghĩ tôi đang ở nhà ăn mì một mình. Tôi rất hân hạnh đó. Vậy năm nay có muốn ông già Noel thực hiện điều ước gì của cô hay không? Năm nay tôi muốn có một người con trai hẹn tôi đi mừng lễ Giáng sinh. Cô tin là có ông già Noel giúp cô thực hiện nguyện vọng thật sao? Tin chứ. Chỉ cần anh đừng quá tham lam. Sao anh hẹn tôi ra ăn cơm vậy? Tại vì cô là người tốt cho nên tôi mới hẹn với cô đó. Mời. Mời. Vào đi. Hai. Hai cô Bích. Chà, đúng là hợp ý của tôi. Là tôi kêu đó. Suốt ngày cứ uống rượu của ông hoài cũng thấy ngại mà. Trời, hai người chán thiệt đó. Giáng sinh mà không ai hẹn đi chơi sao? Xin lỗi nha, tôi không tiếp hai người được. Tôi ở bên ngoài làm không xuể rồi. Tôi tự mình thưởng đó. Chúc vui vẻ. Cảm ơn. Nhìn mặt tôi giống người không ai hẹn lắm sao? Vậy còn tôi giống hay sao? Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Tặng cho cô. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Hả? Giáng sinh vui vẻ. Không nghe gì hết. Giáng sinh vui vẻ. Anh cũng vậy. Giáng sinh vui vẻ. 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 Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ, xin chào mọi người. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Qua bên kia đi, đi, đi thôi. Ông già Noel kìa. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Đứng lên đi. Nhanh lên, nhanh lên. Giáng sinh vui vẻ. Giáng